Thời gian vừa qua, Khả Ngân gặp không ít những biến cố trong cuộc sống sau khi thông báo nhập viện vì sốt cao và ho ra máu. Quản lý cũng bất ngờ tuyên bố chính thức đường ai nấy đi với Khả Ngân sau 6 năm gắn bó. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của nữ diễn viên. Cho tới chiều ngày 6 tháng 9, Khả Ngân chính thức xuất hiện trong bộ ảnh mới bên Cún Cưng để lộ diện mạo sau thời gian chữa bệnh. Dù lên đồ make up tươi tắn nhưng ai nấy đều phải hốt hoảng khi chứng kiến Khả Ngân gầy đi quá nhiều. Đến Diệu Nhi cũng phải thảng thốt với Khả Ngân: "Ủa sao hai mẹ con ốm rạc người hết vậy?" Không chỉ gương mặt khóc hác, Khả Ngân còn để lộ cánh tay gầy tông teo. Hẳn nhiều fan đang rất xót xa cho tình trạng hiện tại của Khả Ngân. Trước đó, netizen không ngừng xôn xao trước thông tin Khả Ngân phải nhập viện truyền nước vì ho ra máu và sốt cao. Sức khỏe sa sút khiến Khả Ngân giảm cân nhanh chóng. Hiện cô chỉ còn vỏn vẹn 42kg, để lộ nguyên cánh tay gầy ruột xanh xao. Đáng nói, vừa về nhà được 6 ngày, hôm 3 tháng 8, Khả Ngân tiếp tục phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Khán giả không ngừng lo lắng, liệu Khả Ngân đang mắc bệnh gì mà liên tục phải nhập viện và điều trị khó khăn như vậy? Trao đổi với chúng tôi, đại diện Khả Ngân cho biết hiện nữ diễn viên đang bị suy nhược cơ thể. Cô đã được bác sĩ cho ra viện vào tuần trước, tuy nhiên tình trạng bệnh vẫn chưa dứt điểm nên phải điều trị thêm. Thiết nghĩ nữ diễn viên nên bồi bổ chăm sóc sức khỏe để thân hình đầy đặn và trông có sức sống hơn.